Xin chào tất cả các anh em nha. Video này mình sẽ dẫn cho tất cả anh em khai thác cái đồng cọc cằn nano hoàn toàn bởi riêng nha tất cả anh em. Đây thì đồng cọc cằn nano này là 0.75 cho một tốc cằn nha tất cả anh em. Hiện tại con tốc cằn này nó có lượng giao dịch trong 24 giờ là 3.000, khá là cao không tất cả anh em, 3.567 tốc cằn nha tất cả anh em, khá là ngon. Thì coi hiện tại con này list những sàn nào, và con này được list rất là nhiều sàn lớn nha tất cả anh em, như là Binance, Huobi, Robin, và một cái sàn Kraken này. Cái sàn Kraken này mình chưa có giao dịch này, mình chưa biết nha tất cả anh em. Rồi, để tham gia dán các bạn biết cái phần link mô tả của mình nghe tất cả anh em. Anh em mở di chúc wallet của mình. Kèo này, cái kèo này theo tất cả, kèo là sau khi tất cả anh em làm dán là tiền nó có thể về trong vòng về liền là thế nào, nhưng mà đủ min group thì tự động nó về. Rồi, anh em bấm vào vô cộng cập nhật vào, anh em gõ từ nano. Rồi, đây là anh em mở ra nha. Rồi anh em bắt đứt lên. Rồi tất cả anh em lướt xuống đi, tao tá qua. Rồi, anh em copy. Giá tăng là anh em 0.77 nè. Rồi tất cả anh em sao chép nha tất cả anh em. Rồi anh em đi chứ phần link mô tả của mình, anh em bắt cái địa chỉ ETH Nano vào chỗ này nha tất cả anh em. Rồi anh em dịp bắt cho chỗ này thôi, anh em nhấp vào cấp cha nè. Đây thì mình khai thác cái đồng này thôi, tự động mà đủ min group của nó là như 0.003 là tự động vậy nha các anh em. Sau mỗi vài tiếng đồng hồ anh em vào claim một lần nha. Đây thì mình không biết mỗi ngày nó cho mình claim nhiêu lần nữa. Rồi tất cả anh em lướt cấp cha thôi, lướt cấp cha thì quá dễ thôi, chọn tất cả mình chữ trái đây nè. Rồi wow, đây nè. Theo ngoại tờ. Rồi đây nè. Hết nè. Rồi tất cả anh em bấm nút xác minh nha tất cả anh em. Xác minh quá. Wow. Tại dịch qua đường nữa. Đây thì nó yêu cầu mình xác minh dịch qua đường. Gặp mấy cặp trai quá ghét các bạn ơi. Biết sao giờ. Tại bao mặt thôi. Rồi các bạn nhấp vào xác minh nữa quá. Thành công rồi. Rồi các bạn bấm vào gỡ nano nha các bạn. Đang sẽ đến chủ động đợi kiểm tra. Rồi sau khi chừng nào là không chấm đủ 0.0353 bao lâu sẽ nó tự động sẽ gửi giấy cho tất cả các bạn nha bạn. Vì dự án mình ở đây là hoàn thành dự án, các bạn nhớ cho mình xin một like, đăng ký cập những clip tiếp theo từ mình nhé. Chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.